cô gái xinh đẹp này không may bị một đám côn đồ cho uống thuốc mê, rồi bị bắt cóc đi. Ở trên xe bọn chúng lần lượt thay nhau hấp xiêm cô không trượt nhát nào. Tới khi cô không còn chút sức lực thì bị vứt xuống một con kênh. Thật bất công khi tại tòa án, lũ côn đồ kia lại được phán vô tội và được thả tự do. Người mẹ từ đó điên cuồng tìm mọi cách để có thể báo thù cho con. Vậy kết cục của đám vô nhân tính kia sẽ đi về đâu? Và liệu cuối cùng người mẹ có thể tìm được cách báo thù cho con của mình hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim với mình nha. DV là một giáo viên sinh học, bà dịu dàng, rộng lượng, khéo léo. Bà có một gia đình hạnh phúc. Người chồng Daya là quản lý cấp cao của một công ty lớn. Điều kiện kinh tế trong nhà rất tốt. Bà còn có hai đứa con gái. Con gái út là của bà và chồng hiện tại. Con gái lớn đã thành niên Aria là của chồng và vợ cũ. Aria không chỉ là con gái của bà mà còn là học sinh của bà. Bà đối xử với con gái lớn như con ruột của mình. Nhưng Aria không nhận lòng tốt của DV. Cô luôn cảm thấy sự xuất hiện của DV khiến bố cô quên đi mẹ ruột của mình. Cô chưa từng gọi DV là mẹ. Hôm đó, trong giờ học, bạn học Mohi yêu thầm Aria gửi cho cô một đoạn video khiếm nhã. Kết quả bị DV phát hiện, ném thẳng điện thoại của Mohi ra ngoài cửa sổ. Chuyện này khiến cậu nhóc ghét hai mẹ con họ. Vài hôm sau, vào đúng ngày lễ tình nhân, Aria trang điểm xinh đẹp đi tham gia bữa tiệc ở nông trường gần đó với bạn học. Trong bữa tiệc đều là cảnh xa hoa trụy lạc, Aria phấn khích được các bạn xúi giục uống vài ly rượu. Mohi thấy hôm nay có cơ hội, chạy đến mời Aria khiêu vũ. Kết quả Aria không thèm để ý đến cậu ta, vội vã đẩy cậu ta ra. Chắc thấy Mohi bị từ chối thì xung phong đi lên tán tỉnh Aria. Anh ta còn giở trò với ly rượu rồi cầm đúng ly rượu đó đi mời Aria. Kết quả chắc anh họ của cậu ta cũng bị từ chối, còn ly rượu bị hạ thuốc lại bị bạn thân của Aria uống sạch. Điều này khiến mấy tên nhóc trong nhóm Mohi thẹn quá hóa giận, mà mục đích chính của Aria đến đây là muốn tỏ tình với cậu bạn mình thích. Đang lúc muốn thực hiện thì lại thấy hot boy đã ôm người con gái khác rồi. Aria nản lòng chuẩn bị kéo bạn thân rời đi, nhưng lúc này rượu bị hạ thuốc mà cô bạn thân uống đã phát tác, choáng mặt bất tỉnh nhân sự. Cậu bạn đi cùng trước đó đã sớm rời khỏi vì bị gia đình gọi đến sân bay. Aria đành đặt cô bạn thân xuống, tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho xe taxi. Lúc này, DV ở nhà lo lắng gọi điện đến, thấy mẹ kế gọi, Aria liền nói với mẹ rằng 40 phút nữa sẽ về đến nhà. Thế nhưng lúc cô ấy ngắt điện thoại định gọi taxi thì Mohi bất ngờ xuất hiện cưỡng ép bắt cóc cô. Bảo vệ phát hiện thì lập tức chạy đến giúp đỡ, không phải hành hiệp trượng nghĩa mà là tiếp tay cho kẻ ác. Bốn kẻ đó bắt cóc Aria lên xe, làm nhục đánh đập, bọn chúng còn liên tục nói gọi điện thoại cho mẹ mày đi, ý là mẹ mày không phải giỏi lắm sao? Bộ phim không trực tiếp chiếu cảnh trong xe mà là góc quay chiếc xe từ trên cao, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng ra Aria đã trải qua những gì. Không lâu sau, Aria bất động bị ném ra khỏi xe, bị đẩy vào trong một đường cống hôi thối. Bốn kẻ kia cho rằng Aria đã chết thì nhanh chóng lái xe rời đi. Ở bên kia, DV đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy con gái về nhà, cũng không gọi được điện thoại, bà liền đến bữa tiệc tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng của cô. Lúc này đã trôi qua 2 tiếng rồi. DV hoảng sợ đành chạy đến báo án. Kết quả cảnh sát không hề để ý đến chuyện này, nói rằng hôm nay là ngày lễ tình nhân, đám nhỏ chơi chán thì sẽ trở về nhà thôi. Nhưng DV lại nói Aria đã nói cho bà là 40 phút sau sẽ về đến nhà. Bây giờ đã 3 tiếng trôi qua rồi. Đối mặt với sự kiên trì của DV, cảnh sát đành qua quyết bảo bà để lại phương thức liên lạc. Tất cả chuyện này đều bị một người đàn ông trong cục nhìn thấy hết. Sau khi ra khỏi cục, ông ấy đã tìm đến DV. Ông tự xưng là thám tử tư, tên là DK. Ông có thể giúp đỡ tìm kiếm Aria, nhưng DV thận trọng không đồng ý, chỉ để lại tên cho đối phương rồi nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, Aria ở mương cống được một chàng trai chạy thể dục qua phát hiện ra. Aria lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. DV cũng lập tức nhận được thông báo. Lúc bà nhìn thấy dáng vẻ bị giày vò của Aria, chỉ dựa vào máy móc để duy trì sự sống thì khóc không nên lời. Bác sĩ cũng nói với DV, có người cố ý bóp chết Aria, nhưng Aria vẫn cố gắng sống sót. Hơn nữa cơ thể của Aria cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Điều này khiến DV suy sụp. Mặc dù Aria vẫn luôn không chấp nhận bà, nhưng đối với bà thì Aria không khác gì con ruột. Phụ trách vụ án là cảnh sát trưởng Matthew, nhưng cảnh sát không điều tra ra được manh mối hữu dụng nào cả. DV gọi điện cho chồng, đả kích lớn như vậy khiến bà dường như không nói ra được lời hoàn chỉnh. Sau một thời gian được DV dốc lòng chăm sóc, Aria thoát khỏi nguy hiểm, dần dần khôi phục lại ý thức, nhưng cô lại chống chọi lại DV. Chỉ lúc gặp bố mình, cô mới thả lỏng phòng bị, khóc không ngừng. Dưới sự khuyên nhủ của người nhà, Aria mới kể lại đêm kinh hoàng hôm đó. Cô chỉ ra Mohi, trác của cậu ta và bảo vệ kia là hung thủ. Lúc này
Divi mới hiểu ra vì sao Arya lại chống lại mình, bởi vì trong lúc hung thủ xâm hại Arya, liên tục nhắc đến bà khiến cô bị ám ảnh nặng trong lòng. Cô bé nhìn thấy bà thì sẽ nghĩ đến đêm kinh hoàng đó. Sau đó cảnh sát trưởng Matthew nhanh chóng ra tay theo khẩu cung của Arya, đầu tiên dẫn người đi bắt Mohi và Jack và tên bảo vệ kia. Sau một hồi hành hình ép hỏi, bọn chúng đã khai ra hung thủ cuối cùng là Dagon. Matthew cũng nhanh chóng đi bắt Dagon. Vụ án này đã dấy lên mối quan tâm rộng rãi của dư luận. Họ đều hy vọng tên hung thủ tàn nhẫn sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng trong phiên tòa diễn ra hơn một tháng sau đó, kết quả khiến người ta thất vọng. Chứng cứ quan trọng nhất trong phiên tòa chính là lời khai của Arya, người bị hại, lại bị luật sư của đối phương lấy lý do là nồng độ cồn của Arya tối đó là 8%, nói rằng cô ấy có thể xuất hiện trí nhớ hỗn loạn trong lúc say rượu, mà thẩm phán cũng phán quyết rằng lời khai của Arya không hợp lệ, mặc dù thực tế là báo cáo của bác sĩ về thương tích của Arya khớp với những gì cô nói và các bằng chứng khác. Còn về mẫu sinh học của hung thủ lấy được từ trên người Arya đồng thời mất đi tác dụng vì được lấy sau khi Arya tỉnh dậy 3 ngày sau đó. Còn về xe của hung thủ, sau khi gây án bọn chúng đã rửa sạch sẽ chiếc xe từ lâu rồi. Cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, chứng cứ quan trọng đều không có hiệu lực, những chứng cứ gián tiếp khác cũng không có tác dụng lớn gì. Không chỉ như vậy, luật sư đối phương còn dùng điện thoại định vị xác nhận mấy người này không hề rời khỏi bữa tiệc vào tối hôm đó. Sau khi chúng gây án xong thì giả vờ không có chuyện gì trở về bữa tiệc. Divi tới tìm Arya là tên bảo vệ kia mở cửa cho bà cũng xác thực đã gặp đám Mohi. Thậm chí luật sư của đối phương còn gắn tội danh phỉ báng lên người Arya. Cuối cùng thẩm phán phóng thích 4 tên kia vô tội tại phiên tòa với lý do không đủ chứng cứ và nguyên tắc thả bỏ sót 1.000 còn hơn giết nhầm một người. Kết quả này khiến Daya ngồi nghe bên cạnh không chấp nhận được. Ông làm loạn ở phiên tòa, ra tay đấm Dagon một đấm. Ông bị thẩm phán bắt với tội danh coi thường tòa án. Divi nhìn chồng mình bị bắt, hung thủ được phóng thích, bắt đầu nghi ngờ với thủ đoạn bình thường. Bà cũng nhìn thấy DK vẫn luôn quan tâm đến vụ án. Sau đó Daya được bảo lãnh ra ngoài. Đối với lời an ủi của cảnh sát trưởng Matthew, Divi nói với ông ấy tội cưỡng hiếp có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thế anh lại không thể tát cho tên cưỡng hiếp một bạt tai. Bà không chờ mong gì vào cảnh sát tư pháp nữa. Arya xem được kết quả phán quyết trên TV, cô nhìn thấy Divi thì sẽ nhớ đến đêm kinh hoàng đó, sợ hãi gào thét, khiến Divi vô cùng đau đớn, nhưng bà cũng bất lực. Càng khiến bà không thể chấp nhận được là đám Mohi vẫn trở lại trường học, còn vênh váo thách thức Divi, khiến bà vô cùng tức giận. Thậm chí bà còn lái xe đi theo Mohi, muốn đâm chết cậu ta để báo thù cho Arya. Kết quả vì cảm thấy bất an nên bà đã va phải xe tải, suýt nữa mất mạng. Bà hiểu rõ chỉ cần 4 tên cưỡng hiếp vẫn không bị trừng phạt thì cả đời này Arya không thể thoát khỏi ám ảnh. Dựa vào phương pháp kháng cáo của chồng cũng không hiệu quả chút nào. Divi tìm đến DK bằng tờ danh thiếp trong túi và nói ra mục đích của mình. Bà muốn biết thông tin chi tiết về 4 tên cưỡng hiếp. Đầu tiên DK ra tay từ tên bảo vệ đơn giản nhất. Sau vài ngày theo dõi, DK nắm được quy luật về cuộc sống của tên bảo vệ. Vì bảo mật nên DK và Divi lén hẹn gặp ở ga tàu. DK nói tình báo thu thập được cho Divi. Ông đương nhiên cũng hiểu rõ mục đích của Divi. Ông cũng không biết giúp đỡ Divi là đúng hay sai. Về pháp luật thì là sai, nhưng không thể chối từ về mặt đạo đức. Sau đó Divi tìm đến hai nữ học sinh trước đây của mình. Người dẫn đầu đến chào Divi. Từ tiếng chào của học sinh thì chắc họ đã làm phẫu thuật chuyển giới. Chắc là cảm ơn Divi không những không kỳ thị họ mà còn thường xuyên giúp đỡ họ. Họ muốn giúp đỡ Divi bằng tất cả. Sau đó hai nữ sinh dụ tên bảo vệ say rượu lên xe rồi đánh ngất hắn ta. 3 ngày sau, bảo vệ tỉnh lại ở đầu đường, mơ màng trở về nhà. Lúc đi vệ sinh, hắn ta hoảng loạn phát hiện ống xả nước của mình không cánh mà bay. Hắn ta sợ hãi đứng không vững, đâm đầu vào đường ống nước và đi gặp Diêm Vương, cũng xem như gặp báo ứng. Nhưng hành vi báo thù rõ ràng này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát trưởng Matthew lập tức cho rằng là bố của Arya làm. Matthew đoán nếu là báo thù vậy thì ba kẻ kia chính là mục tiêu. Ông ra lệnh cho người theo dõi Daya suốt ngày đêm để tìm ra bằng chứng. Còn Divi đối phó tiếp theo chính là Mohi và Jack, anh họ của cậu ta. DK nhanh chóng đưa thông tin chi tiết của hai kẻ đó mà ông điều tra được cho Divi. Divi tìm hiểu rõ ràng về thông tin mà DK cung cấp và kết hợp với kiến thức chuyên ngành của mình. Đầu tiên tạo ra một loại bột tẩm cyanua từ một đống hạt táo. Nhân lúc Jack không ở nhà thì lẻn vào trong phá hỏng camera trong phòng. Sau đó cho một hàm lượng lớn bột chứa cyanua vào trong bột protein mà Jack phải uống hàng ngày. Jack cứ thế không rõ chuyện gì bị trúng chiêu. Hắn ta uống bột protein có chứa cyanua, lập tức run rẩy toàn thân, sùi bọt mép, ngã xuống đất. Có điều hắn ta cũng xem như may mắn, được người hầu kịp thời phát hiện đưa tới bệnh viện. Mohi nhanh chóng nhận được tin này. Sau đó Divi nhân lúc Mohi vào bệnh viện lẻn vào nhà cậu ta. Cùng lúc đó, cảnh sát kiểm tra ra được cyanua và hạt táo trong thực quản và đường ruột của Jack. Điều này nghĩa là Jack bị trúng độc. Bố
của Aria vẫn luôn được cảnh sát giám sát. Họ đoán rằng hẳn là có người khác liên quan đến vụ án, mà cuộc nói chuyện của họ đều bị máy nghe lén mà DK lắp đặt nghe thấy hết. DK cũng nhân lúc thích hợp thông báo cho DV ra tay. Sau đó DV cố ý kích khởi còi báo cháy của nhà Mohi rồi rời khỏi đó. Ngay sau đó, cảnh sát và Mohi nhận được thông tin lập tức trở về. Vì đề phòng Mohi gặp nạn, cảnh sát trưởng Matthew đã dẫn người lục soát. Kết quả tìm thấy một lượng táo đã bị bỏ hạt. Trong bồn rửa vẫn còn hạt táo chưa được dọn sạch. Ông còn phát hiện một lượng lớn bột cyanua làm từ hạt táo. Ông còn tìm thấy lịch sử tìm kiếm làm thế nào để chế tạo bột cyanua từ hạt táo mà tối qua Mohi tìm kiếm ở trong máy tính của cậu ta. Điều này cơ bản đã xác nhận sự thật là Mohi đã mưu sát Jack, mà tất cả đều là bẫy do DV bày ra. Hạt táo gì đó đều do bà ngụy tạo ra. Lịch sử tìm kiếm cũng là bà ấy ngụy tạo bằng việc thay đổi thời gian. Bà cố ý kích khởi còi báo cháy, dụ cảnh sát đến điều tra. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. DV để quên kính ở nhà Mohi lại bị Matthew phát hiện. Ngày hôm sau, DV đạt được thắng lợi đến bệnh viện, ngồi trước giường bệnh của Jack, cười nhạo Jack bại liệt không thể nói một trận. Mặc dù đã chút cơn giận nhưng chắc cũng biết là do DV làm ra. Từ lúc Matthew nhìn thấy cặp kính kia thì đã biết chuyện này liên quan đến DV, vì thế ông tìm DV thử thăm dò tung tích của chiếc kính. Không ngờ DV đã có sự chuẩn bị mua một chiếc kính y hệt. Kế hoạch vạch trần DV bị thất bại, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cảnh cáo DV ra gần, hung thủ cuối cùng là tội phạm nguy hiểm, tốt nhất DV đừng chọc vào hắn ta. Hơn nữa tốt nhất DV đừng để anh ta tìm thấy chứng cứ, nếu không anh ta sẽ bắt DV. DV ăn nói ậm ờ, giả vờ bối rối. Aria thấy ba tên hung thủ liên tiếp gặp nạn ở trên mạng, trong lòng cô đoán được là bố báo thù cho mình. Cô lập tức cảm thấy cuộc sống có hy vọng hơn. Cô không thể phụ lòng khổ tâm đã bất chấp nguy hiểm của bố mình, nên đã đề nghị với bố rằng muốn đi núi tuyết để thả lỏng. Sau đó, DV và DK bí mật gặp nhau. Thế nhưng tên ra gần hung thủ cuối cùng dường như biến mất khỏi nhân gian vậy. Chỉ đành tạm dừng kế hoạch lại, nhưng bọn họ đã bị Matthew theo dõi. DK bị Matthew đưa đến cục cảnh sát chuẩn bị tra khảo thẩm vấn. May mà cục trưởng xuất hiện kịp thời, dạy dỗ Matthew, bảo anh ta bớt làm cái chuyện ép cung đi. Lúc này DK mới thoát được một kiếp. Không lâu sau, Jagan xuất hiện, biến thành một tên đầu trọc. Đầu tiên hắn đi tìm Mohi ở trong tù. Mohi được sự chăm sóc của cấp trên đã tàn tật, đi lại khập khiễng. Sau khi gặp Jagan, cậu ta cố gắng phủ nhận việc hạ độc hại chết Jack. Jagan cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Mohi không có lý do gì mà làm chuyện này. Sau đó hắn tới gặp Jack bị bại liệt nằm ở giường. Sau khi Jack gặp Jagan thì dường như nhìn thấy hy vọng. Hắn ta kích động thốt ra một từ, mẹ. Xem tới đây thấy khá buồn cười này. Jagan đoán tới đoán lui, cuối cùng cũng đoán ra được là DV báo thù bọn chúng. Jack thấy Jagan đã đoán đúng lời mình nói thì cũng tạch luôn. Còn Jagan đi đến chỗ gần cạnh nhà DV ngay đêm đó, lại biết rằng nhà họ đã đi du lịch. Hắn ta hết cách đành trở về nhà. DK lúc này cũng đi tìm tung tích của Jagan, bắt đầu theo dõi, thu thập thông tin. Thế nhưng, Jagan là tội phạm nguy hiểm, có ý thức phản trinh sát rất mạnh. DK bất cẩn bị đối phương theo dõi lại, khiến Jagan tìm tới tận cửa. DK lúc này đang gọi điện cho DV, muốn nói cho bà ấy biết tin Jagan xuất hiện. Thế nhưng điện thoại vừa kết nối thì ông nhìn thấy Jagan, khiến DV bị lỡ mất tin tức quan trọng. Sau khi Jagan nhìn thấy người theo dõi mình là một thám tử, đã hiểu ra đối phương và DV là cùng một ruột, lập tức đánh DK. Hắn ép hỏi kế hoạch của DK và DV, nhưng DK thề chết không nói. Jagan đành cướp điện thoại của ông ấy, gọi lại cuộc điện thoại theo lịch sử cuộc gọi. Hắn biết được khách sạn mà cả nhà DV đi du lịch từ trong miệng của nhân viên phục vụ. Sau đó hắn cầm súng bắn chết DK. Hành động báo thù của Jagan đã bắt đầu rồi, mà cả nhà DV vẫn đang nghỉ dưỡng cùng với Aria ở núi tuyết. Tâm hồn tổn thương của cô ấy chậm rãi lành lại. Thế nhưng họ không biết rằng nguy hiểm cận kề đang đến gần. Cảnh sát trưởng Matthew nhận được vụ án DK bị giết hại. Matthew phát hiện từ trong bức ảnh trên tường, cặp kính không bao giờ rời khỏi người DK, lại không phải cặp kính cận. Anh lập tức kiểm tra kính của DK, quả nhiên có một thiết bị camera nhỏ ẩn trong kính. Anh lấy ra chiếc thẻ nhớ ở bên trong và kiểm tra. Anh phát hiện toàn bộ kế hoạch của DV và DK và hung thủ Jagan giết chết DK đều bị ghi âm lại. Matthew còn biết được Jagan có được địa chỉ cả nhà DV khi xem đoạn thu hình. Anh thấy nhà DV đang bị nguy hiểm, lập tức đi tới núi tuyết. Matthew đoán không sai, Jagan đã xâm nhập vào khách sạn từ lâu, chờ cả nhà DV đi chơi trở về, lập tức ngắt nguồn điện. Lúc Daya đi lên kiểm tra đã bị Jagan ẩn nấp bắn chết. Sau đó hắn tìm Aria đang ở trong phòng. Aria nhìn thấy Jagan thì lại nhớ đến đêm kinh hoàng hôm đó, hét lên kinh hoàng. DV nghe thấy
tiếng động chạy đến, bà lập tức chống lại ra gần để Aria chạy trốn trước. Nhưng một người phụ nữ tuổi trung niên sao có thể là đối thủ của tên tội phạm độc ác cường tráng được. Cuối cùng Divi bị ra gần đè xuống đất, hắn dùng túi ni lông bịt đầu bà lại mà ngạt chết. Có điều lúc ra gần ra ngoài tìm Aria thì Divi tỉnh lại, bà lo lắng cho Aria nên lập tức chạy ra ngoài. Đáng tiếc là bà lại bị ra gần đánh lén. Lần này ra gần đã thông minh hơn, chuẩn bị nổ súng bắn chết Divi. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, bắn rơi súng trong tay ra gần. Hóa ra là Matthew chạy đến. Ra gần đương nhiên không can tâm bị bắt như vậy, dù sao Matthew cũng là cảnh sát trưởng. Ra gần đối đầu với anh ta thì vô cùng tốn sức, rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng hắn vẫn bị Matthew chĩa súng vào đầu, mà Divi cũng nhặt khẩu súng mà ra gần đánh rơi lên, run rẩy chĩa súng về phía ra gần. Matthew thấy vậy lập tức khuyên nhủ bà bình tĩnh lại, còn nói chồng bà chưa chết, đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa, mà anh ta đảm bảo sẽ khiến ra gần bị tử hình. Dù sao Divi chưa từng đích thân giết người, nhất thời cũng không thể xuống tay được. Matthew cũng nhân cơ hội lấy khẩu súng trong tay bà. Divi ghét bản thân yếu đuối, suy sụp gào khóc nhất định sẽ lật lại chuyện cũ, mà Matthew cũng không làm được gì, lời này đã đánh trúng chỗ mềm yếu của anh ta. Nếu thật sự như vậy, ra gần sẽ báo thù nhà Divi lần nữa. Anh kiên quyết đưa súng cảnh sát của mình cho Divi và nói với bà ấy, nếu bà muốn giết chết hắn thì dùng súng đã được cấp phép đi. Ra gần lúc này trở nên hèn nhát, hắn liên tục kể lể với Matthew chuyện Divi giết hại ba người kia như thế nào. Lời này đều được Aria trốn ở phía sau cây nghe thấy. Lúc này cô mới hiểu ra, Divi đã trả giá rất nhiều vì mình. Cô vô cùng cảm động, cuối cùng gọi Divi một tiếng mẹ. Sau khi Divi nghe thấy giọng nói của Aria thì lập tức nổ súng, bắn chết ra gần. Aria cho bà ấy lý do và sự dũng cảm để bà nổ súng. Bà buộc phải tiêu diệt tất cả nguy hiểm tiềm ẩn bằng bất cứ giá nào. Kết thúc bộ phim, hai mẹ con ôm chặt nhau, tất cả đều đến hồi kết. Bộ phim dựa trên vụ án hấp diêm tập thể có thật gây chấn động thế giới ở Delhi, nhưng khác biệt rất lớn so với vụ án thật. Hiện thực còn tàn nhẫn hơn cả trong phim ảnh. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy đi xem nhé. Ok, đừng quên ấn like, share và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.